shop này thì ngoài ra còn có bán mà cái chuôi đổi chuôi á. Khi mà Việt Nam thì các bạn đem máy tính đến thì chuôi to mà chuôi tròn, còn ở bên Nhật này là sử dụng cái chuôi dẹp cho nên là sẽ cắm không vừa. Đó, một số các bạn sẽ tìm và chính là cái chuôi này đây, ở shop chỉ với giá 100 yên. Đó, cái này là cái đổi chuôi. Chỉ đơn giản như thế này thôi. Và cũng rẻ nữa, chỉ có với giá 100 yên. Thì rất là tiện lợi này. Lúc trước thì mình cũng lo, khi mà lỡ mà chuôi to thì bên Nhật thì chuôi nhỏ cắm không bao giờ là vừa được, trừ khi mình khoét lỗ thôi. Và tốt nhất là các bạn nên mua cái đổi chuôi này, rất là tiện. Ngoài ra còn có các loại ổ khác rất là nhiều, các dây nối này. Các bạn có thể đến đây để tham quan, có nhiều đồ rất là hay, có đèn pin nữa này, và các loại bóng đèn nữa. Thôi mình xin kết thúc tại đây. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh thì mình để nhận video sớm nhất nha. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.